Thưa quý vị, sáng nay, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đồng chủ trì buổi làm việc với Sở Du lịch thành phố về công tác xây dựng đảng, tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành du lịch và phương hướng nhiệm vụ trong thời gian đến. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Lê Minh Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn. Tại buổi làm việc, qua báo cáo công tác xây dựng đảng và tình hình thực hiện nhiệm vụ ngành du lịch thời gian qua, Đảng ủy Sở Du lịch đã kiến nghị lãnh đạo thành phố xem xét cho ý kiến chỉ đạo đối với một số nội dung, như thống nhất chủ trương đề xuất Bộ Ngoại giao giao thành phố đăng cai tổ chức các sự kiện quốc tế hàng năm tại Đà Nẵng để quảng bá điểm đến và thu hút khách quốc tế, thống nhất chủ trương làm việc với Bộ Giao thông Vận tải về việc nâng cấp sửa chữa tuyến đường lên các khu du lịch phía Tây thành phố thuộc quốc lộ 14G, tiếp tục chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án lớn để tạo sản phẩm du lịch mới đặc thù, khác biệt mang tính lan tỏa động lực, hỗ trợ sớm hoàn thành các thủ tục pháp lý để triển khai đầu tư, thu hút đầu tư những dự án trọng điểm, động lực phục vụ phát triển du lịch trong giai đoạn 2021-2025. Theo đánh giá, thời gian qua, dịch COVID-19 đã tác động nặng nề đến ngành du lịch Đà Nẵng. Đến nay, khoảng 80% doanh nghiệp du lịch vẫn tạm dừng hoạt động, khoảng 80% tương đương với khoảng 42.000 lao động trực tiếp ngành du lịch và hàng trăm nghìn lao động gián tiếp liên quan du lịch đã đang thất nghiệp và chuyển sang làm các ngành nghề khác. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động du lịch chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Sở đã cùng các ngành, địa phương khẩn trương triển khai các chính sách, giải pháp hỗ trợ của Trung ương và thành phố. Thưa quý vị, thông tin chi tiết nội dung buổi làm việc của Thường trực Thành ủy với Sở Du lịch thành phố Đà Nẵng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật trong bản tin thời sự sau.